Nè, anh em hỏi thì em trả lời. Khi mà anh em mua máy, anh em thấy những cái dòng như là camera linh kiện bộ chính hãng nè, màn hình linh kiện bộ chính hãng, hay là pin linh kiện bộ chính hãng á. Anh em thấy những cái máy đó, anh em nghĩ là à, nó sẽ bị mất zin, nó bị thay thế rồi, giá phải rẻ. Và sau này mình mua mình bán mà sẽ rẻ. Bởi vì mình đọc được một cái tin nào đó trên mạng, 14 rồi mắc zin can 108 GB, mới đi bảo hành cái màn về người ta thu có 18 triệu à. Em nói thiệt cho anh em nghe, anh em suy nghĩ logic chút xíu thôi, đừng có nghe tụi nó bơm vào đầu mình những cái tư tưởng lệch lạc hay là thiếu logic. Mình lớn rồi đúng không, mình phải loại suy, mình phải double check, mình phải hiểu cho nó sâu chứ. Ví dụ có 15 rồng mắt sạc 200 lần pin 90%, chứ là một cây 15 rồng mắt mà mới sạc có 100 mấy lần mà mình đưa hãng á, tự nhiên bị lỗi pin rồi hãng thay cho mình cục pin mới, thì anh em chọn cái nào? Nói thôi thay linh kiện cục pin mới Apple chính hãng mình không mua đâu. Ủa bây giờ là ngành công nghiệp cơ khí điện tử lắp ráp thương mại, em thấy rất bình thường cái chuyện mà hư hỏng xảy ra, hay là cái chuyện mà mình xài lâu rồi mình thay thế linh kiện nó mới hơn để nó trễ cho nó sử dụng tốt hơn, thì em thấy cái việc đó rất cần thiết. Giống như 13 rồng mắt, anh em nhớ cái thời xanh trắng màn không, sạc 700 lần pin 80%, với lại một cây rồng mắt 13 rồng mắt cũng sạc 700 lần pin 80% nhưng đã được thay một cái màn hình mới rồi. Anh em chọn cái nào? Cái màn hình kia nó bị đốt chắc tầm khoảng 7.000 giờ đúng không, bị burn in, bị xài 700 lần sạc, lần xài 10 tiếng đúng không, 700 lần sạc là 7.000 tiếng đúng không, còn màn hình thay mới tinh. Anh em không chọn, anh em nói à thay màn hình này mất zin mất giá. Trời ơi, em thấy rất thiếu logic, đừng có nghe người ta bơm vô đầu để người ta ép giá anh em. 14 rồi mắt em đang thu tới 10 20 triệu 500, 128 GB zin can á. Em nói thiệt á, máy ngoài em thu 90%, máy hoàng kim thu 100%, anh em mình thì mình hỗ trợ. Đó, nên em nói rồi, tiền á, em nói thiệt, nếu mà mình dùng á, thì mình dùng cho nó hợp lý một chút, như ba mẹ mình hồi xưa em mua được nhà, mua được xe. Vô nhà hàng thì xé cái miếng giấy chùi miệng còn không dám xé, uống nước á, toàn uống ké, ba em hay là uống ké em không à. Còn mình giờ thích thì quốc ly Starbucks 100 ngàn, thích ăn tô phở 100, 200 ngàn. Giống như là giờ mua nhà 5-7 tỷ mua không nổi rồi, thành ra thôi tiền tới đâu xài tới đó, tiêu dùng luôn tới tháng hết tính tiếp. Giờ chuyển qua nền kinh tế tiêu dùng luôn, chứ giờ không phải nền kinh tế tích lũy nữa để dành không nổi. Nhưng mà tiền em nói thiệt, mình kiếm đổ mồ hôi sôi nước mắt rồi mà bán cái kiểu gì mà mua mấy chục triệu mà thay cái màn hình xong mà bán rẻ hơn cái máy cũ 18 triệu mà anh em cũng đi bán nữa, em cũng thua luôn. Đừng có nghe tin trên mạng nha, em nói thiệt nha, anh em suy nghĩ logic chút xíu đi, thấy cái lời em nói có đúng hay không. Rồi, thế nha.